Chết. Lên hô lên em. Tân ở dưới nó hô lên anh. Thank you.
rồi, cố lên mọi người, tốt rồi. Tốt. Nào, chạy sâu, chạy sâu, chạy sâu. Mới đạt có 5 phút, 6 phút rồi. Ôi. Đá đi, đá đi. Tân lên chủ khâu hô lên em. Tùng ơi, em về hộp về cánh cho Long lên đá thay vị trí của Tùng cho nó chắc. Long lên đá tiền đạo đi. Đúng chứ Tùng. Tùng lên về được. Thao phải giảm bớt dọc cánh nhá. Thao có mình đá giữa một người ra cánh một người vào. Đá thế. Rồi anh ơi, có thay người rồi 8 phút. Ôi, nhầm chân tay. Anh Tuấn ơi, em nói. Nhưng mà tính từ đôi tổng tỷ số là mình thắng 2-1 đúng không? Số 12 đã khéo. Trên gửi đi. Đấy, thì nó chưa có đường thiếu.
ngồi giỏ. Em ơi. Thấy người. Anh chưa? Mày làm mình cho mày quen. Bao nhiêu đi ấy? Cái dây chuyển cổ đi. Giật cái cổ đấy. Cắt. Chết rồi, bắt tay được bạn này chết rồi. Quay rồi. Quay luôn. Thế nên số 15 mình đá vị trí nào nhỉ? Còn 2 phút nha anh Tuấn. Còn 2 phút. Vâng. Vâng. Có sức khỏe để làm gì? Xuống rồi. Giờ 1 giờ còn 2 phút. Ui. Sút đấy. Hết rồi. Rồi còn 13 phút nữa cho hết giờ luôn. Đá luôn chậm nha nhá. Đội kia đội áo ấy đúng không?
nhà sợ thế. Không, áo đội tuyển. À, đội tuyển. Áo. Trọng tài. Hiếu ơi, Hiếu em ơi. Dũng ơi, em lên đá xong, em lên đá xong từ điện tâm nhé. Chạy luôn, chuyền lên luôn, sọc luôn nhanh. Trời ơi. Thế mà đã anh đá bao nhiêu năm rồi không chụp ảnh kiểu ảnh anh không có động được để em chụp ảnh đẹp ấy. Nhà của mấy anh em thôi, các anh chưa được kiểu nào đẹp. Ai bảo anh thế, bao nhiêu ảnh rồi không được kiểu ảnh đẹp. Thôi chưa biết được. Trời, chân phải để đi bộ ấy. Chân phải để đi bộ à? Phải vẫn tự chủ. Đẩy vết sinh cơ lên, mình đang ở trên mà. Ở đáy cứ thả. Đang thua đấy. Cái này không quay được, kiểu là giống 0.5 nhỉ. Làm quay nữa. Thôi để máy nghiệp vào. Anh Tuấn á? Tuấn đút tội này. Không. Anh vừa chửi anh đấy. Không, em lắp chửi đâu. Hàng của ông Lích. Cấm cãi hơi tối.
người. Cái bà nó bảo đứng giữa sân nào vào đây. Sao là hai bước, ba bước chân. Anh nói hẳn thôi. Không người đẩy cao đấy em, không phải sợ. Đi anh đẩy sang kia. Đẩy đi. Đâu là 6 phút anh. Cho đá đến hết đấy, 4 giờ ấy. Đá đến 4 giờ thế còn tầm 4 5 phút, 5 phút nữa. Em Huy xin lỗi anh Huy. Ui dồi ôi, đẹp đấy. Xúc quả đấy. Đá view một phát đá bay qua hẳn sân kia qua ngoài ra sân. Em hỏi Hiệp. Ở trong đội này có mỗi mình anh là đá mất quả bóng rồi, chưa ai cả. Đội mất mấy lần sân này rồi. Mất nhưng mà đội kia là mất rồi. Không, đội mình mất một quả rồi, còn đội kia đội khác mất. Trẻ chưa trải sự đời. Đâu xem kiểu mấy bọn đứa nó lại chim. Nó nói buồn cười quá. Mấy thằng tuổi trẻ. Rảnh rỗi nhở? Là sao nó chim? Đâu, trên mạng đầy đấy em. Bấn còi với tay. Ba, 3 phút nhanh nhở. Nếu mà không dùng được anh dùng. Ok anh nhìn thì mình quen. Bên như hôm đúng không? Số mấy? Số 5 đấy, ông này cũng đá nhiều độ phết. Ôi dồi ôi. Mệt mỏi với cái đội này lắm. Mệt mỏi. Đưa máy của anh lấy máy của anh quay cho. Còn 15 giây nữa anh.